Chào các em, chào mừng các em đến với chương trình học về điện tâm đồ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là lúc nhí thích các em nhé. Thì như chúng ta đã biết, xung động bắt nguồn từ nút xoang sẽ dẫn truyền trong mô nhĩ, sau đó đi xuống nút nhí thất và từ nút nhí thất đi theo bó nhí thất để đi xuống thất. Khi nút nhí thất vì một lý do nào đó mà nó bị tổn thương thì làm cho xung động dẫn truyền của nút nhí thất bị chậm hoặc là không thể dẫn truyền được xuống thất, thì trong tình trạng đó được gọi là lúc nhí thất. Như vậy khi nói về lúc nhí thất thì chúng ta cần phải biết các dấu hiệu nhận biết được lúc nhí thất ở trên điện tâm đồ, phân biệt được các loại lúc nhí thất, cơ chế điện học nào làm cho lúc nhí thất có biểu hiện như vậy trên điện tâm đồ và nguyên nhân nào gây ra tình trạng lúc nhí thất. Thì đầu tiên là thời gian dẫn truyền từ nút xoang đến nút nhí thất biểu hiện bằng đoạn BR ở trên điện tâm đồ, đó là bắt đầu từ đầu sóng B đến đầu của phước bộ QRS, có thể là BR, còn nếu trong trường hợp có BQ thì ta gọi là BQ. Thì cái khoảng BR bình thường nó khoảng là từ 0,12 cho đến 0,2 giây. Trong trường hợp khoảng BR lớn hơn 0,2 giây thì ta nói là khoảng BR bị kéo dài. Khi tình trạng block nhí thất xảy ra thì biểu hiện ở trên điện tâm đồ đó là khoảng BR sẽ bị kéo dài trên 0,2 giây hoặc là mất sự đồng bộ của sóng B với phước bộ QRS, có nghĩa là có sóng B nhưng mà không có phước bộ QRS hoặc là sóng B và phước bộ QRS không có mối liên hệ với nhau. Thì block nhí thất người ta chia làm 3 độ. Độ 1 là xung động từ nút xoang xuống được thất nhưng mà thời gian dẫn truyền nó bị kéo dài. Độ 2 là một số xung động từ nút xoang không thể dẫn truyền được xuống thất. Và độ 3 là toàn bộ xung động từ nút xoang không thể xuống thất được. Đây là block nhí thất độ 1. Thì trong trường hợp block nhí thất độ 1 là xung động từ nút xoang có thể dẫn truyền được xuống nút nhí thất. Tuy nhiên, cái dẫn truyền xung động này nó bị kéo dài. Biểu hiện ở trên điện tâm đồ đó là khoảng BR nó sẽ dài ra và lớn hơn là 0,2 giây. Ví dụ như trong trường hợp này ta thấy ở đây đó là khoảng đó là 8 ô, có nghĩa là 0,32 giây. Và khoảng BR này nó không thay đổi ở trong các cái phức bộ sóng BQRS. Ví dụ như ở đây ta thấy đây là 0,32 giây, thì đây cũng là 0,32 giây, cũng là 0,32 giây, cũng là 0,32 giây. Đối với lốc nhí thất độ 2 là một vài xung động từ nút xoang không thể dẫn truyền được xuống nút nhí thất. Thì trong lốc nhí thất độ 2 người ta chia làm mô bit 1 và mô bit 2. Đối với mô bit 1 thì người ta sẽ thấy rằng là tình trạng lốc nhí thất nó sẽ càng lúc càng nặng dần. Biểu hiện bằng cái khoảng BR nó càng lúc nó càng dài ra. Lúc đầu thì nó dẫn truyền bình thường, sau đó nó bị block, mà lúc này lúc nó nhẹ thôi, nó làm cho dẫn truyền nó bị chậm. Biểu hiện là khoảng BR nó dài ra. Sau đó nó block nhiều hơn, nó làm cho khoảng BR nó dài ra nữa. Và đến một lúc nào đó là nó gây nên tình trạng block hoàn toàn. Thì nó làm cho xung động phóng thích ra từ nút xoang nhưng không thể nào dẫn truyền xuống nút nhí thất. Như vậy, đối với lại lốc nhí thất độ 2 mô bit 1, người ta sẽ thấy rằng là BR nó dài ra và đến một lúc nào đó sóng B này nó không dẫn truyền được nữa. Thì đây là đặc điểm của lốc nhí thất độ 2 mô bit 1. Thì để giải thích hiện tượng này như sau, thì người ta thấy rằng trong trường hợp bình thường dẫn truyền từ nút xoang xuống nút nhí thất, sau đó qua khoảng BR, sau đó là đi xuống thì cái thời gian dẫn truyền bình thường đây là 0,2 giây. Trong tiếp theo là khoảng BR nó dài ra thì trong trường hợp này là 0,3 giây. Và tiếp theo là khoảng BR nó dài ra nữa là 0,35 giây. Và đến giai đoạn này thì nó không dẫn truyền được. Thì người ta nói rằng là khi mà BR nó dài ra thì đây là thời gian khử cực của nó. Khi mà thời gian khử cực của nó càng lúc càng dài ra thì kéo theo thời gian tái cực của nó cũng dài ra. Ví dụ như nó dài ra ở khoảng này. Đối với cái phức bộ này thì nó dài ra ở khoảng này. Đối với cái khoảng này thì nó cái thời gian khử cực nó sẽ dài ra. Và nó dài ra như vậy, do đó khi mà xung động tiếp theo từ nút xoang phát ra dẫn truyền xuống thì nó sẽ rơi vô trong cái lúc mà tái cực của cái đoạn BR trước đó, do đó nó làm cho cái xung động không dẫn truyền xuống được và nó sẽ gây nên tình trạng lập lốc nhí thất. Đối với lốc nhí thất độ 2 mô bit 2 thì xung động từ nút xoang dẫn truyền xuống nút nhí thất thì đang bình thường đột ngột lốc nhí thất xuất hiện, và lốc nhí thất đột ngột xuất hiện như vậy nó làm cho dẫn truyền từ nút xoang xuống nút nhí thất bị ngưng lại
Do đó, nó sẽ có sóng B nhưng không có phức bộ của RF. Ở phía trước này dẫn truyền bình thường, cho nên ta thấy là khoảng BR nó không đổi. Như vậy, ta sẽ thấy là nút xoang đang dẫn truyền bình thường, tự nhiên đột ngột có một nút xoang đó không dẫn truyền. Thì đây chính là lốc nhí thấp độ 2, mô bít 2. Thì trên sơ đồ điện học người ta thấy, thì đây là dẫn truyền bình thường, do đó khoảng BR là 0,2 giây. Đây là dẫn truyền bình thường, khoảng BR cũng 0,2 giây. Đây cũng là dẫn truyền bình thường, khoảng BR cũng 0,2 giây. Còn ở đây, nút xoang phát ra nhịp, nhưng dẫn truyền xuống nút nhí thất, đột nhiên nút nhí thất bị block. Do đó nó không có khởi phát được cái hoạt động khử cực để dẫn truyền xung động tiếp theo. Do đó xung động không thể nào dẫn truyền xuống thất, do đó nó gây nên tình trạng lốc nhí thất. Sau đó, nút xoang lại khởi phát xung động và xung động này được dẫn truyền qua nút nhí thất bình thường. Thì đây chính là đặc điểm của lốc nhí thất độ 2. Mấy bạn cũng đã từng nghe qua một cái khái niệm rất là đặc biệt, đó là lốc nhí thất cao độ. Vậy lốc nhí thất cao độ là gì? Lốc nhí thất cao độ đó chính là lốc nhí thất độ 2, nhưng mà có ít nhất là hai sóng B không dẫn truyền được xuống thất. Thì trong trường hợp này đây, ta thấy đây, đây sóng B khởi phát xung động dẫn truyền xuống thất bình thường. Đây sóng B khởi phát xung động dẫn truyền xuống thất bình thường. Nhưng mà ở đây sóng B này có xuất hiện nhưng không có dẫn truyền được xuống thất. Tương tự đây có sóng B này không dẫn truyền được xuống thất. Sau đó là sóng B lại khởi phát xung động và dẫn truyền xuống thất bình thường. Và ở đây ta thấy là cái khoảng BR ở những chỗ này là nó không đổi. Như vậy đây chính là đặc điểm của lốc nhí thất độ 2. Và ở đây ta thấy có hai sóng B không dẫn. Như vậy trong trường hợp này ta gọi đây là lốc nhí thất cao độ. Một ví dụ về lốc nhí thất cao độ, như trong trường hợp này ta thấy đây khoảng BR bình thường. Sau đó ta thấy có sóng B đây mà không dẫn, sau đó có sóng B đây không dẫn, sau đó có sóng B đây ta thấy là dẫn bình thường. Nếu mà mấy bạn để ý kỹ thì khoảng cách của hai sóng B này nè, nó sẽ vô đây, nó sẽ có một cái sóng B nó nằm trùng ở đây nữa. Như vậy trong trường hợp này ta sẽ thấy là 1, 2, 3, 4. Sau đó là phức bộ QS. Như vậy trong trường hợp này ta gọi đây là lốc nhí thất cao độ. Tức là có 3 sóng B không dẫn và sau đó có một sóng B dẫn bình thường, thì đây được gọi là lốc nhí thất cao độ 3-1. Một trường hợp cũng là lốc nhí thất độ 2 nhưng mà rất là đặc biệt. Thì ở đây mấy bạn sẽ thấy là có sóng B này dẫn phức bộ QRS. Sau đó lại có sóng B nhưng mà sóng B lại không dẫn. Sau đó lại có sóng B lại dẫn. Sau đó là sóng B lại không dẫn, nghĩa là nó xen kẽ với nhau như vậy. Thì nếu mà mấy bạn nói đây là lốc nhí thất độ 1 á, xin lỗi, lốc nhí thất độ 2 á, thì BR dài ra, sau đó không dẫn cũng được. Còn nếu mà mấy bạn nói đây là lốc nhí thất độ 2 á, tức là B dẫn, B không dẫn cũng được. Như vậy thì ta sẽ không biết đây là lốc nhí thất độ 2, mô bít 1 hay mô bít 2. Thì trong trường hợp này người ta sẽ gọi một cái tên ngắn gọn thôi là lốc nhí thất 2-1. Đối với lại lốc nhí thất độ 3 thì xung động từ nút xoang không thể nào dẫn truyền được xuống nút nhí thất. Ở đây ta thấy đây nút xoang phát ra xung động nhưng dẫn truyền qua bộ nối không được. Tương tự ở đây ta thấy nút xoang phát ra xung động nhưng không được. Thì trong trường hợp khi mà xung động nó không thể nào dẫn truyền được xuống thất, như vậy thì những cái bộ phận ở dưới nút nhí thất nó sẽ phát ra nhịp để làm chủ nhịp. Do đó trong trường hợp này ta thấy ra như thế này. Đây trong trường hợp này bộ nối nó phát ra. Như vậy thì ta sẽ thấy là trên điện tâm đồ có sóng B và có phức bộ QRS, nhưng mà sóng B và phức bộ QRS nó không có mối liên hệ với nhau. Trong trường hợp nút nhí thất nó phát ra để làm chủ nhịp thì ta sẽ thấy là phức bộ QRS nó hẹp. Trong trường hợp này ta sẽ đọc là lốc nhí thất độ 3, chủ nhịp là chủ nhịp bộ nối. Trong trường hợp bộ nối nó bị tổn thương nhưng mà nằm ở vị trí thấp thì trong trường hợp này bộ nối nó phát ra xung động thì xung động nó cũng không thể nào mà dẫn truyền xuống thất được. Do đó ở phần thất mà nằm ở dưới vị trí block nó sẽ phát ra xung động để mà làm chủ nhịp. Thì trong trường hợp này ta sẽ đọc là lốc nhí thất độ 3, chủ nhịp là nhịp từ thất. Như vậy khi mà mấy bạn gặp lốc nhí thất độ 3 thì mấy bạn cần phải nhớ là phải đọc chủ nhịp là gì. Trong trường hợp ta thấy phức bộ QRS nó hẹp thì ta đọc là chủ nhịp là bộ nối. Còn trong trường hợp phức bộ QRS nó rộng thì ta sẽ đọc là chủ nhịp là từ thất. Thì có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lốc nhí thất, trong đó nguyên nhân do bệnh tim thiếu máu cục bộ là nguyên nhân thường gặp nhất. Thì ta sẽ thấy là nút nhí thất này nó được nuôi bởi chủ yếu bởi động mạch vành phải. Động mạch vành phải sẽ cung cấp máu 90% cho nút nhí thất. Còn trong khi động mạch vành trái thì nó sẽ cung cấp máu khoảng là 10%.
Do đó bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim sẽ gây ra lốc nhĩ thất. Đặc biệt là trong trường hợp là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà nhồi máu giờ là do động mạch vành phải chi phối thì nó dễ gây ra tình trạng lập lốc nhĩ thất. Do đó khi mà mấy bạn gặp trường hợp mà nhồi máu cơ tim thành dưới thì mấy bạn phải chú ý xem coi là bệnh nhân có bị biến chứng là bị lốc nhĩ thất hay không. Ngoài nguyên nhân do thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim thì viêm cơ tim cũng là nguyên nhân gây ra lốc nhĩ thất. Một số trường hợp có thể là do chấn thương trong trường hợp là đốt điện sinh lý, ví dụ như là bệnh nhân bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất do cơ chế vòng vào lại tại nút nhĩ thất, thì trong trường hợp này người ta sẽ đốt điện sinh lý và người ta xem coi là cái đường nào nó gây ra thì người ta sẽ đốt nó. Thì trong trường hợp nếu mà đốt có thể nó làm cho tổn thương nút nhĩ thất và dẫn đến là bị lốc nhĩ thất. Một số thuốc cũng có thể gây ra như thuốc chế beta, chế canxi, digoxin vân vân, khi mà rơi vô tình trạng quá liều của những thuốc này hoặc là ngộ độc digoxin thì cũng có thể gây ra lốc nhĩ thất. Một số trường hợp rối loạn điện giải liên quan đến kali, như tăng hoặc hạ kali cũng có thể gây ra lốc nhĩ thất. Và đặc biệt là có một số trường hợp là độc chất, thì đặc biệt là ở Việt Nam thì bệnh nhân hay sử dụng những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc. Khi mà bệnh nhân uống những cái thuốc này thì tích tụ những cái độc chất, và những cái độc chất này có thể làm tổn thương ở trong tim và đặc biệt là tổn thương hệ thống dẫn truyền, gây nên tình trạng lốc nhĩ thất. Ngoài ra ở trên người lớn tuổi thì cũng có thể bị tình trạng lốc nhĩ thất này, đó là do tình trạng là thoái hóa của nút. Và khi tình trạng thoái hóa của nút xảy ra, nút nhĩ thất bị mất chức năng và gây nên tình trạng lập lốc nhĩ thất. Bây giờ ta sẽ qua một số điện tâm đồ minh họa. Thì đây là trường hợp của một bệnh nhân nam 31 tuổi. Bệnh nhân là hay than hồi hộp đánh trống ngực nên bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Thì khi khám bệnh nhân này thì bắt mạch bệnh nhân rất là nhanh và đo điện tâm đồ bệnh nhân như sau. Thì ta thấy đây là nhịp xoang do có sóng B ở D1, D2, AVF, sóng B âm AVR, và nhịp này rất là đều. Tần số nhịp thì ước chừng khoảng đây là 3, 3 ô, hơn khoảng 2 ô rưỡi, thì tần số khoảng 120 lần trên phút. Thì khi mà ta đo cái khoảng BR thì khoảng BR ở đây nó là khoảng là 7 ô, có nghĩa là nó khoảng là 0,28 giây. Đó, các khoảng BR này đều cố định là khoảng 28 giây. Cho nên trong trường hợp này là bệnh nhân là vừa có nhịp nhanh xoang mà vừa lại có lốc nhĩ thất độ 1. Điện tâm đồ số 2, trường hợp này là một bệnh nhân nam khoảng 53 tuổi. Bệnh nhân đến khám về tình trạng là đi tới đi lui, bệnh nhân rất là mệt và bệnh nhân đi bộ khoảng 100 mét là bệnh nhân đã cảm thấy mệt. Thì khi bắt mạch thì thấy mạch rất là chậm, khoảng chừng 40 cho đến 50 lần một phút. Thì khi đo điện tâm đồ thì đây là điện tâm đồ của bệnh nhân. Thì ta thấy là bệnh nhân có sóng B, B dương ở D1, D2, AVF, sóng B âm ở AVR. Và sau mỗi sóng B ta thấy có phức bộ của RF. Cho nên trong trường hợp này ta sẽ đọc đây là nhịp xoang. Và nhịp xoang này thì rất là đều và tần số thì rất là chậm, khoảng dưới 50 lần trên phút. Thì ở đây ta nhìn thấy khoảng BR ở đây ta đếm vào được là khoảng là 9 ô, có nghĩa là 0,36 giây. Đây trong trường hợp này khoảng BR này rất là dài. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ sẽ kết luận là đây là lốc nhĩ thất độ 1. Tuy nhiên mấy bạn sẽ để ý là trong trường hợp này á, mấy bạn sẽ thấy cái sóng T ở đây nó hơi kỳ. Sóng T ở đây nó có đầu của nó có hơi nhọn và nó có vẻ như là nó giống như lại sóng B. Cho nên trong trường hợp này á, mình sẽ đo khoảng cách từ vị trí này đến vị trí này. Sau đó mình chia đôi, mình để vô đây. Và khi mà mình để vô đây thì mình thấy là khoảng cách của hai chỗ này nó bằng nhau. Như vậy có thể là có một cái sóng B nó lẫn vô trong đây. Như vậy nếu mà có sóng B lẫn vô đây, nghĩa là sóng B nó không có dẫn phức bộ QRS ở đây. Thì trong trường hợp này ta thấy là có một sóng B dẫn và một sóng B không dẫn. Như vậy trong trường hợp này ta có thể là độc lập lốc nhĩ thất 21. Có một số bác sĩ thì lại cho rằng là giữa sóng B và phức bộ QRS này nó không có mối liên hệ với nhau, và một số bác sĩ là độc lập lốc nhĩ thất độ 3, và chủ nhịp nó là do phức bộ QRS nó hẹp cho nên độc là chủ nhịp bộ nối. Và trong trường hợp này là bệnh nhân được làm thêm Holter điện tâm đồ 24 giờ để xác định cái bản chất của cái rối loạn nhịp này là gì. Điện tâm đồ số 3, thì điện tâm đồ số 3 này là sưu tầm ở trên mạng. Thì trong trường hợp này thì ta thấy điện tâm đồ được coi là có nhịp xoang. Tuy nhiên ta thấy ở đây khoảng BR nó càng lúc nó càng dài ra. Ở đây ta đếm ra được là 0,25 giây. Ở đây ta đếm được 0,31 giây. Ở đây ta đếm được 0,35 giây. Và ở đây ta đếm được là 0,40 giây. Đến đây thì ta thấy có sóng B nhưng mà không có dẫn. Như vậy đây chính là lốc nhĩ thất độ 2 và Mobit 1.
Tiếp theo thì ta thấy qua đây cái đoạn này cũng vậy luôn, cũng dài ra, dài dần rồi không dẫn nữa. Thì ta thấy là nó xảy ra có tính chu kỳ. Thì trong trường hợp này ta sẽ đọc là có chu kỳ Wang Kai Bách. Thì mấy bạn sẽ biết là người ta sẽ hay đọc là chu kỳ Wang Kai Bách 43, chu kỳ Wang Kai Bách 54, chu kỳ Wang Kai Bách 32 vân vân. Thì dựa vào đâu mà ta đọc ra được cái chu kỳ như vậy? Thì người ta sẽ thấy là ở đây có một sóng B, hai sóng B, ba sóng B, bốn sóng B, năm sóng B. Nhưng phước bộ Quy Rét có 1, 2, 3, 4. Như vậy là có 5 sóng B nhưng mà chỉ có 4 phước bộ Quy Rét. Thì trong trường hợp này ta sẽ đọc là lốc dưới thách độ 2, mô bit 1 có chu kỳ Wang Kai Bách là 54. Điện tâm đồ số 4 thì điện tâm đồ này cũng là một điện tâm đồ sưu tầm ở trên mạng. Thì trong trường hợp này ta thấy đây cũng là điện tâm đồ là nhịp xoan. Ta sẽ thấy là ở đây khoảng BR đây là bình thường. Khoảng BR bình thường. Ở đây ta thấy có sóng B nhưng mà lại không có phước bộ QRS. Có nghĩa là nút xoan phát ra nhịp nhưng mà không dẫn truyền được xuống thất. Thì trong trường hợp này đây chính là block dưới thất độ 2 mà Mobit 2. Điện tâm đồ số 5 thì đây là trường hợp của một bệnh nhân nam khoảng là 60 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện vì tình trạng là bị ngất. Thì khi mà đo điện khi mà khám á, bắt mạch á, thì thấy nhịp bệnh nhân rất là chậm, chỉ khoảng 40 lần trên phút thôi. Do đó tiến hành sẽ đo điện tâm đồ. Thì khi mà đo điện tâm đồ thì sẽ thấy là bệnh nhân có sóng B của nút xoang phát ra nhịp, nhưng mà sóng B thì nhiều nhưng mà phước bộ QRS thì ít hơn. Như vậy trong trường hợp này ta sẽ thấy là sóng B và phước bộ QRS không có mối liên hệ với nhau. Như vậy đây chính là trường hợp là lốc nhí thách độ 3. Và khi ta thấy lốc nhí thách độ 3 thì ta xem phước bộ QRS ở đây nó hẹp. Đây, phước bộ QRS nó hẹp. Như vậy, phước bộ này hẹp, điều đó chứng tỏ đây là nhịp từ bộ nối phát ra. Thì trong trường hợp này ta sẽ đọc đây là lốc nhí thách độ 3 và chủ nhịp là chủ nhịp bộ nối. Thì khi mà bệnh nhân này vô viện với tình trạng nhịp chậm như vậy, thì do bệnh nhân có triệu chứng của nhịp chậm, do đó là các bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời để hỗ trợ nhịp tim cho bệnh nhân. Trường hợp điện tâm đồ cuối cùng thì đây là trường hợp của một bệnh nhân nữ khoảng chừng 45 tuổi. Thì bệnh nhân này là nhập viện vì tình trạng mệt mỏi và đo điện tâm đồ là người thấy rằng là nhịp bệnh nhân rất là chậm, được chẩn đoán là lốc AV độ 3. Thì trước thì lúc mà đặt máy tạo nhịp thì bệnh nhân này được làm xét nghiệm máu thì thấy tiểu cầu rất là thấp, còn có khoảng 20.000 thôi. Do đó bệnh nhân được hội chẩn bên huyết học để mà truyền tiểu cầu rồi sau đó mới tiến hành đặt máy. Đồng thời là làm xét nghiệm chức năng gan thì men gan bệnh nhân này tăng rất là cao. Thì khi mà sau khi bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tạm thời thì tình trạng bệnh nhân là đỡ mệt hơn và lúc đó là thăm khám và hỏi lại bệnh sử. Thì khi hỏi lại bệnh sử bệnh nhân này á thì trước đây á, là bệnh nhân nó có cái tình trạng là người nó hay đau nhức, cho nên bệnh nhân có ra ngoài mua thuốc ở chợ thì không biết là thuốc gì, và bệnh nhân uống một thời gian và sau một thời gian là bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt và lúc này mới phát hiện ra nhịp chậm. Vì như vậy thì bệnh nhân đã sử dụng cái thuốc nào đó mình không biết, sau đó là có tình trạng nhịp chậm, giảm tiểu cầu và tăng men gan. Do đó trong trường hợp này nghĩ đến là bệnh nhân bị ngộ độc một loại độc chất nào đó, và chính là độc chất nào đó nó gây tổn thương lên trên tim, nó làm cho nhịp chậm, tổn thương lên gan làm men gan tăng và tổn thương lên hệ máu làm cho tiểu cầu giảm. Và hội chẩn với lại bác sĩ ở bên về độc chất thì bác sĩ nghi rằng là bệnh nhân này ngộ độc arsen, đó là định lượng arsen cho bệnh nhân. Thì quay trở lại điện tâm đồ này thì đây là điện tâm đồ được chẩn đoán là lốc AV độ 3. Thì đây ta thấy có sóng B, đây có sóng B và phước bộ QRS và sóng B nó không có mối liên hệ với nhau, do đó đây trong trường hợp là lốc AV độ 3. Thì đây là điện tâm đồ mà tôi đọc sai và tôi đã được đàn anh của tôi chỉ lại, cho nên bữa nay cái sai của tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Thì đàn anh của tôi đối với tôi rằng là nếu đã đọc lốc như thách độ 3 thì phải đọc chủ nhịp là gì. Thì đàn anh của tôi hỏi tôi rằng vậy thì trong trường hợp này chủ nhịp là gì, thì theo nguyên tắc nếu mà phước bộ hẹp thì là nhịp bộ nối, còn nếu mà phước bộ rộng thì là nhịp tự thất. Thì tôi nhìn ở đây tôi thấy phước bộ QRS nó rộng và tôi nhìn qua đây tôi thấy nó có dạng là phước bộ QRS ở V1 nó cũng là rộng luôn, cho nên khi đó tôi đọc đây là chủ nhịp là nhịp tự thất. Thì lúc này đàn anh của tôi mới nói với tôi rằng là trong trường hợp này không phải thì là nhịp tự thất mà đây chính là nhịp từ bộ nối. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là mặc dù phước bộ QRS ở trong trường hợp này là rộng
Tuy nhiên khi mà ta nhìn qua V1 thì ta sẽ thấy là có dạng là RS, R phẩy. Thì đây chính là dạng của block nhấn phải. Mà trên điện tâm đồ có dạng của block nhấn phải, điều đó chứng tỏ là có xung động phải dẫn truyền từ trên xuống thì mới ra block nhấn phải. Và chính vì block nhấn phải như vậy nó làm cho phức bộ QS nó rộng. Thứ hai, khi nhìn qua ở chuyển động D2 thì phức bộ QS ở đây đúng là rộng rồi, thì rất rộng ở đây chính là do block nhấn phải. Và đồng thời nhìn ở phía sau này thấy ở đây là có sóng B âm. Sóng B âm ở D2, D3 và có thể thấy được ở AVF, và sóng B này xuất hiện ở phía sau phức bộ QRS. Như vậy đây chính là nhịp bộ nối mà là nhịp bộ nối chậm. Như vậy trong trường hợp này đây chính là lốc nhí thất độ 3 mà chủ nhịp bộ nối. Và từ đó rút ra một bài học kinh nghiệm là gì? Trong trường hợp lốc nhí thất độ 3 mà mình nhìn thấy phức bộ rộng, mà nếu phức bộ rộng này mà nó có dạng lốc nhánh hoặc là lốc nhánh phải hoặc là lốc nhánh trái thì mình suy ra là dẫn truyền của nó là phải nằm từ trên thất. Còn nếu như mình thấy phức bộ rộng nhưng mà nó không có dạng lốc nhánh phải hay lốc nhánh trái thì mình kết luận đó chính là nhịp tử thất. Như vậy nói tóm lại qua bài nói hôm nay, chúng ta cần nắm những điểm sau. Lốc nhí thất là tình trạng chậm hoặc là mất dẫn truyền xung động từ phía trên nhĩ xuống phía thất. Nguyên nhân thường gặp nhất đó là do bệnh mạch vành, và có 3 độ lốc nhí thất, đó là lốc nhí thất độ 1 biểu hiện là chậm dẫn truyền nhí thất làm cho khoảng BR nó dài ra. Thứ hai là lốc nhí thất độ 2 là một vài xung động nó không dẫn truyền được xuống thất, biểu hiện là có sóng B nhưng mà không có phức bộ QRS. Thế gồm có hai loại là Mobit 1 và Mobit 2. Thứ ba là lốc nhí thất độ 3 là xung động không dẫn truyền được xuống thất, do đó có sóng B, có phức bộ QRS nhưng mà sóng B và phức bộ QRS nó không có mối liên hệ với nhau. Nếu ta thấy phức bộ QRS nó hẹp thì ta sẽ kết luận là chủ nhịp bộ nối, còn phức bộ QRS nó rộng thì ta sẽ kết luận là thất. Tuy nhiên nếu phức bộ QRS rộng mà nó có dạng lốc nhấn phải hoặc là lốc nhấn trái thì dẫn truyền của nó là từ nằm nằm ở trên thất mà dẫn truyền xuống. Như vậy bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.